Ayo, welcome back. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Đầu tiên các bạn đừng quên cho mình xin một like nha, để vượt qua những cái thuật toán kiểm duyệt của YouTube để video nó dễ được đề xuất hơn. Mình tin có rất nhiều người đang còn suy nghĩ để lựa chọn cho mình một chiếc màn hình đồ họa phù hợp với công việc hậu kỳ video. Ở video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng màn hình đến từ Asus ProArt có kích thước là 23.8 inch, có mã là BA247CV. Một chiếc màn hình Full HD mà theo mình đánh giá đây xứng đáng là một chiếc màn hình khởi đầu cho công việc hậu kỳ video của các bạn. Hãy cùng xem những phân tích của mình trong ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì let's do it. Giai đoạn bắt đầu của mình ở quá trình hậu kỳ video thì mình đã làm việc với những chiếc MacBook Pro với những dòng màn hình Retina đến từ Apple, thì mình đã quen với những cái sự chính xác của màu sắc cũng như là độ sắc nét của màn hình Retina. Sau một thời gian mình quyết định lắp thêm cho mình một bộ PC thì cái việc lựa chọn cho mình một chiếc màn hình thật sự là quá khó khăn, và mình còn có yêu cầu là phải sử dụng được với MacBook Pro của mình nữa. Và ở giai đoạn đó cái chi phí còn lại để cho mình mua màn hình nó không còn được nhiều, nên mình đã chọn lựa một cái dòng màn hình quốc dân đến từ một cái hãng mà mình không tiện nhắc tên trong video ngày hôm nay. Và đó cũng thật sự là cái sai lầm của mình khi chọn dòng màn hình đó. Mình luôn rơi vào cái trạng thái là không thể đồng bộ giữa màu sắc mà mình đang hậu kỳ khi quan sát và sản phẩm sau khi render của mình khi mình làm việc trên chính cái màn hình đó. Cụ thể cái khó chịu nhất đó chính là thể hiện được màu đen. Hầu như những cái sắc độ về màu đen nó chỉ đạt ở mức xám thôi, chứ không thể có màu đen được. Mặc dù mình đối chiếu trên biểu đồ scope nó đã hiển thị cái giá trị rất đen rồi, mình biết trong đầu mình như vậy, nhưng cái mà mình đang quan sát nó hoàn toàn không thể hiện được cái giá trị màu đen. Cho nên mình quyết định bán luôn cái màn hình đó chỉ sau 3 tuần mình mua để chuyển sang một dòng màn hình khác. Và thật sự rất may mắn cho mình ở giai đoạn đó là Asus họ mang dòng sản phẩm ProArt của họ về những cái sản phẩm bình dân và có giá dễ tiếp cận hơn. Và đây là lúc mà mình sử dụng chiếc màn hình ProArt đầu tiên. Asus ProArt có rất nhiều dòng màn hình hướng tới từng đối tượng khách hàng cụ thể. Ví dụ như bạn là một người hậu kỳ video chuyên nghiệp, bạn sẽ có những dòng màn hình chuyên nghiệp, những dòng màn hình bán chuyên. Và với những đối tượng người dùng không có quá nhiều kinh phí để bỏ ra mua một chiếc màn hình đồ họa nhưng vẫn muốn sử dụng những dòng màn hình đến từ ProArt, thì Asus ProArt BA247CV xứng đáng là chiếc màn hình đầu tiên để các bạn bắt đầu với cái công việc hậu kỳ video. Nếu các bạn đã theo dõi mình ở một thời gian qua thì các bạn sẽ biết dòng Asus ProArt chính là dòng màn hình mà mình đang sử dụng thực tế hàng ngày cho cái công việc của mình. Tuy nhiên thì những chiếc màn hình đó nó sẽ có kích thước là 4K, còn ở video này thì chiếc màn hình mình đang nói chỉ có kích thước là Full HD thôi, nhưng nó vẫn thừa hưởng đầy đủ những cái công nghệ tiêu chuẩn nhất của dòng sản phẩm Asus ProArt. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn những điều mà mình hài lòng sau thời gian mình được trải nghiệm và sử dụng cái màn hình này. Đầu tiên, độ phủ không gian màu rộng đến 100% sRGB và tương đồng với RGB 709. Và quan trọng, màn hình này có sự hỗ trợ của không gian màu DCI-B3, độ phủ lên đến 98%. Điều này nói lên được bạn sẽ có thể quan sát được đầy đủ thông tin khi hậu kỳ những sản phẩm ở không gian màu RGB 709 hay là DCI-B3. Và quan trọng hơn, các bạn sẽ có thể đồng bộ những sản phẩm của Apple, bởi vì kể từ những năm 2017 họ đã chuyển hoàn toàn những cái sản phẩm của họ từ giai đoạn đó trở về sau này sang tiêu chuẩn không gian màu DCI-B3. Cho nên nếu một chiếc màn hình không được hỗ trợ không gian màu DCI-B3, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ không thể tương thích với hệ sinh thái của Apple. Còn với chiếc màn hình này thì các bạn có thể sử dụng được với hệ sinh thái của Apple. Thứ hai, đó chính là độ sai lệch màu Delta E, và Delta E tối thiểu chấp nhận sử dụng được trong quá trình hậu kỳ video chính là Delta E dưới 2. Nếu những người dùng nào cần độ chính xác của màn hình trong cái quá trình làm việc của các bạn, ví dụ như công việc color grading hay là làm đồ họa, thì đây là một cái tiêu chuẩn mà nó quyết định được đây có phải là một cái màn hình phù hợp với công việc của các bạn hay không. Và quan trọng hơn, với những dòng màn hình đến từ Asus ProArt thì những chiếc màn hình của các bạn đều đã được cân màu ngay từ lúc xuất xưởng, và các bạn sẽ được chứng nhận của Kaufman. Và đây cũng là sự kiểm chứng cá nhân của mình. Mình đã sử dụng những dòng màn hình đến từ Asus ProArt đã tròn 3 năm rồi các bạn. Nó luôn tạo cho mình cái cảm giác an tâm về cái sự quan sát sản phẩm mình đang hậu kỳ và sản phẩm sau khi được render. Và cả ở model PA247CV nó vẫn được thừa hưởng những cái thông số này.
Thứ ba là sự kết nối với màn hình qua một cổng USB Type-C cho cả việc truyền tín hiệu hình ảnh và cả sạc pin cho các thiết bị của các bạn nữa. Công suất sạc của cổng này lên tới 65W, đủ công suất để sạc cho những chiếc MacBook Pro lên tới 14, 15 inch hay là 16 inch. Và ở thời điểm này, theo mình đánh giá, bất kỳ một chiếc màn hình nào có khả năng xuất tín hiệu qua cổng USB Type-C đều cực kỳ hữu ích. Và đây cũng là điều mình cực kỳ thích khi sử dụng chiếc màn hình này với MacBook Air M1 của mình. Bởi vì các bạn biết, cái nhu cầu của mình muốn xài MacBook Air chứ không phải là những dòng MacBook cao hơn. Nếu các bạn đã theo dõi mình một thời gian qua thì các bạn cũng biết cái điều này. Và khi mình xài MacBook Air M1, mình chỉ có hai cổng USB Type-C thôi. Thì khi mà mình muốn kết nối với cái màn hình mà mình lại cần phải sạc pin nữa thì mình đồng nghĩa với việc mình mất luôn hai cổng kết nối của mình. Và chỉ với một cổng USB Type-C như vậy nhưng mà nó giải quyết được 4 vấn đề của mình. Đầu tiên là truyền được tín hiệu hình ảnh. Thứ hai là mở rộng các cổng kết nối sau khi mình đã kết nối với chiếc màn hình này. Khi mình kết nối MacBook Air của mình với chiếc màn hình này thì mình sẽ được mở rộng thêm 4 cổng USB Type-A nữa cho những việc kết nối những thiết bị ngoại vi, ví dụ như gắn receiver hay là gắn ổ cứng rời. Thì mình chỉ cần một cổng kết nối để truyền những cái tín hiệu đó qua bên màn hình và màn hình sẽ giải quyết cái việc xử lý những cái tín hiệu đó ngược lại từ 4 cổng USB Type-A. Thứ ba là mình vừa có thể track cái MacBook của mình trong lúc sử dụng, khỏi cần phải tìm thêm một cái cục track nào để kết nối với cái MacBook của mình nữa. Thứ tư là làm cái không gian bàn làm việc của mình trở nên rất là gọn gàng, bởi vì bây giờ mình chỉ cần một cọng dây duy nhất để kết nối cái màn hình với chiếc MacBook của mình, còn với chuột và bàn phím thì bây giờ mình đều là Bluetooth hay là wireless hết. Thật sự cái bàn làm việc chính của mình là cái bàn làm việc bên kia, còn ở bên cái bàn này là một cái bàn gọn hơn để cho những cái việc mà mình muốn thư giãn, ví dụ như ngồi uống cà phê hay là ngồi lướt web, nghe nhạc đồ thì mình sẽ ngồi bên bàn này. Bởi vì cái bàn bên kia nó luôn tạo cho mình cái cảm giác làm việc quá, giống như lúc nào vô đó cũng có cái cảm giác là chạy deadline hết á. Và đó là sử dụng với MacBook. Còn với PC thì sao? Thì ở đây mình có một cái thùng PC được anh Trương cho mình mượn. Cái thùng PC này nó đặc biệt ở chỗ là nó sử dụng cái main ASUS ProArt luôn, và sử dụng chip Intel và kẹt màn hình là RTX 3070. Sẵn đây mình cũng xin shout out đến anh Trương là đã cho mình mượn cái case PC này để mình sử dụng qua cái Main ProArt. Thì thời gian sắp tới mình sẽ dành một video để nói với các bạn về cái dòng Main ProArt nó có cái gì đặc biệt. Còn ở video ngày hôm nay mình chỉ xin cảm ơn anh Trương đã cho em mượn qua cái case PC này. Khi mình kết nối qua cái case PC của mình thì mình cũng chỉ cần một cái cổng DisplayPort để truyền tín hiệu từ kẹt màn hình lên trên Main ProArt, và từ đó mình xuất tín hiệu hình ảnh qua cổng USB Type-C để mình có thể truyền luôn cả media và cả hình ảnh. Và đó là một điều cực kỳ hay trên cái dòng Main của ASUS ProArt, đó chính là cổng DisplayPort In, và mình sẽ nói ở một cái video sau. Và vừa rồi là những điều mình hài lòng với cái dòng màn hình này. Mình đã có quá nhiều thời gian để sử dụng những cái dòng màn hình đến từ ProArt. Mặc dù cái dòng màn hình này nó thừa hưởng quá nhiều điểm mạnh như vậy, nhưng còn những điểm mà mình chưa hài lòng thì sao? Đầu tiên, độ phân giải chỉ là 1080. Ở năm 2023 này, thật sự độ phân giải 1080 nó quá là thiệt thòi và rất khó cạnh tranh so với những cái dòng màn hình đến từ những cái hãng khác. Và do mình đã quá quen sử dụng những cái dòng màn hình, ngay cả laptop luôn, nó đã có cái kích thước và độ phân giải cao hơn cái màn hình này rồi. Cho nên đó thật sự chỉ là cái cảm giác cá nhân của mình thôi. Nhưng mà đây thật sự không phải là một điểm trừ với tất cả mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì cái màn hình này có kích thước là 23.8 inch, và mình đã đánh giá qua cái thời gian sử dụng của mình ở khoảng cách chừng 1 mét thì mình cảm thấy được cái độ nét và cái độ chi tiết không phải là vấn đề với cái màn hình này. Mọi thứ vẫn đủ sắc nét để bạn quan sát không bị khó chịu. Nhưng thật sự ở tầm tiền này, với những cái ưu điểm mình vừa kể trên thì kích thước 1080 hoàn toàn là hợp lý. Thứ hai, đây có lẽ là một điểm mà các bạn phải làm những cái công việc như mình, các bạn mới có thể nhận ra được, đó là cái màn hình này hơi có dư sắc đỏ so với khi mình quan sát với những dòng màn hình iPhone 13 trở đi. Nhưng mà mình có cảm giác những cái thiết bị của Apple gần đây thường có khuynh hướng là nó vàng hơn những sản phẩm ngày xưa rất nhiều. Và đối với những dòng sản phẩm như XS Max, nó sẽ fix hoàn toàn đủ cái sắc độ đỏ với chiếc màn hình này. Còn với những dòng màn hình 13 trở đi thì nó sẽ hơi vàng hơn. Thì cái điều này mình không chắc chắn là do iPhone hay là do cái màn hình này nó bị dư cái sắc đỏ, hoặc là iPhone nó bị thiếu cái sắc đỏ. Và điều mà mình chưa hài lòng nữa đó chính là độ dày của cạnh dưới của màn hình ASUS ProArt. Đây là một trong những cái signature của ngôn ngữ thiết kế của ASUS ProArt rồi. Thì ở dưới chúng ta sẽ có một khoảng để logo của ASUS và một cái thanh thước đo.
Thì cái thanh thước đo này nó hoàn toàn hữu dụng với những người mà làm cái việc in ấn, để họ có thể đối chiếu ra từng cái kích thước, ví dụ như khổ A4, A3 gì đó. Còn với những người làm hậu kỳ video như mình thì cái việc có một cái cạnh như thế này thì nó cũng gây cản trở trong việc mình liên kết giữa nhiều cái màn hình theo tỷ lệ dọc và những phím bấm của màn hình. Thì đa phần bây giờ những cái dòng màn hình khác họ đã chuyển qua theo cái kiểu joystick, nhưng mà với Asus ProArt thì họ vẫn chọn cái cách là nhấn nút, nó cho cái cảm giác không có được hiện đại lắm. Thì mình hy vọng trong thời gian sắp tới Asus sẽ thay đổi cái ngôn ngữ thiết kế về cái phần cạnh dưới của những cái dòng màn hình ProArt này. Thì đây là ý kiến cá nhân của mình và cái mong muốn của một người tiêu dùng thôi. Và vừa rồi mình đã gửi đến các bạn những phân tích của cá nhân mình về dòng sản phẩm Asus ProArt và với chiếc màn hình có mã là BA247CV. Với cá nhân mình đã có 3 năm sử dụng những dòng màn hình đến từ Asus ProArt, có độ phân giải 2K, 4K và bây giờ là cả 1080 nữa. Cho nên những điều mà mình chia sẻ với các bạn hoàn toàn là những cái đánh giá và kinh nghiệm sử dụng thực tế của mình với những dòng màn hình đến từ Asus ProArt trong cái công việc hậu kỳ video. Qua video này, mình muốn đưa thêm cho các bạn những cái thông tin khi các bạn đang phân vân lựa chọn cho mình những dòng màn hình đồ họa. Và Asus ProArt BA247CV có lẽ sẽ là một sự lựa chọn phù hợp với một chiếc màn hình để các bạn khởi động và bắt đầu với cái công việc hậu kỳ video. Và quan trọng hơn là nó hoàn toàn phù hợp với hệ sinh thái của Apple. Các bạn có thể mua một chiếc màn hình sử dụng được với Windows, nhưng khi các bạn muốn sử dụng song song với những sản phẩm đến từ Apple thì các bạn phải suy nghĩ lại, bởi vì nó liên quan tới không gian màu DCI-P3. Và ở những video tiếp theo mình sẽ nói với các bạn về cụ thể những chiếc màn hình mà mình đang sử dụng trong những thời gian qua và những chiếc màn hình mình sẽ hướng đến trong thời gian tiếp theo cho cái công việc hậu kỳ video cũng như color grading của mình. Hy vọng video này sẽ mang đến các bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên cho mình một like, subscribe channel của mình và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới. Và nếu có ý kiến gì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye and see ya next time.